giới thiệu các bạn, đây là cây cầu vượt. Cây cầu vượt này gần đây mọi người hay bàn tán xì xèo về vấn đề là hay xảy ra tai nạn tại cây cầu này. Các bạn đi vào đây là lưu ý lấy cái xe lớn, xe tải ấy, hoặc là cái xe ben á, là ta hay chạy nhanh. Chạy nhanh là tới khúc ngoài là cua. Cua là cua không gấp lắm, nhưng mà cua mà đi nhanh quá cua không hết á. Mà hàng nó nhiều là hay bị lật xe. Nên các bạn tránh trường hợp là đi sau cái xe tải hoặc là xe ben lớn. Tránh mấy trường hợp bị lật xe. Do nó cua lớn quá, phòng cua nó lớn. Đây là cầu vượt đèo Dù Gì nhé các bạn. Hiện tại mình đang đi hướng Nha Trang, Lương Sơn, Ninh Hòa. Thì cái cầu vượt này là nằm ở giữa Nha Trang và Ninh Hòa. Cái cầu vượt này gọi là cây cầu vượt là cây cầu vượt đèo Dù Gì. Chú ý xe nhập làn, quan sát đi chậm.